Theo trang News của Hà Lan, trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Hàn Quốc diễn ra lúc 13 giờ ngày 16 tháng 7 giờ New Zealand trên sân Campbelltown Sport phía nam Sydney. Trận đấu chia thành 3 hiệp và huấn luyện viên đội tuyển nữ Hà Lan, Andre Jonker đã không để những cầu thủ chủ chốt thi đấu lâu vì lo ngại các vấn đề về thể lực. Sau trận đấu, mọi diễn biến, kết quả cũng như hình ảnh đều không được tiết lộ. Liên đoàn bóng đá Hà Lan chỉ báo một thông tin duy nhất là toàn bộ 23 cầu thủ của họ không gặp bất kỳ vấn đề nào. Trang News chia sẻ thêm, Liên đoàn bóng đá Hà Lan rất muốn chào đón các phóng viên của hai nước đến dự khán nhưng ban huấn luyện của đội tuyển nữ Hàn Quốc đã từ chối điều này. Thậm chí, trước màn so tài giữa hai đội, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã gặp riêng ban huấn luyện của đội tuyển nữ Hà Lan và yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hà Lan không tiết lộ bất cứ điều gì về trận đấu. Chúng tôi coi đó là một trận đấu tập, mục tiêu đầu tiên của trận đấu là làm quen với những đối thủ tại World Cup. Chúng tôi đã tôn trọng yêu cầu của đối thủ. Việc thông báo kết quả hay diễn biến sẽ không được đưa ra, người phát ngôn của đội tuyển nữ Hà Lan chia sẻ. Đội tuyển nữ Hà Lan đã có mặt ở Sydney, Úc được 9 ngày, trong đó 2 ngày tập luyện trên sân Macquarie Park. Tuy nhiên, vì những vấn đề về mặt cỏ, ban huấn luyện của đội đã quyết định chuyển sang tập ở sân The King's School ở Parramatta. Dự kiến, trong ngày 17 tháng 7, các cô gái của Cơn Lốc Màu Da Cam sẽ di chuyển đến New Zealand để chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Mục tiêu của đội tuyển nữ Hà Lan là vô địch World Cup nữ 2023.